Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều thuận lợi, nhiều may mắn. Hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với các bạn bài tử vi tuổi Mùi tháng 2 âm lịch năm 2021 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm năng vượng vận cho từng con giáp trong tháng 2 âm lịch. Mong rằng những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu tháng 2 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Tử vi 2021 nhận thấy, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu khá ổn định, nhìn chung bạn không phải lo lắng, vất vả nhiều như trước. Bạn đã cảm thấy an tâm hơn và thậm chí tự tin với những gì mình đã đạt được. Sao Hữu bật chủ về nâng đỡ đã chống đỡ lại các hung tinh mang tới điểm xui xẻo, nhờ đó mà cuộc sống của con giáp tuổi Dậu thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, khi mọi thứ êm đềm quá thì chính bạn lại cảm thấy thiếu động lực. Thế nhưng đừng vì một chút thành công nhỏ mà bạn đã vội ngừng cố gắng, vì khi bạn dừng lại cũng đồng nghĩa là bạn đi lùi so với mọi người đấy. Hãy xác định mục tiêu cao hơn nữa để không ngừng nỗ lực bạn nhé. Bạn không cần đợi cuộc đời thử thách mình mà chính mình phải tạo ra những thử thách mới và thường xuyên để bản thân không ngừng tiến bộ mỗi ngày bạn nhé. Bạn không cần so sánh với ai ngoài chính bản thân mình của ngày hôm qua mà thôi. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Dậu âm lịch về phương diện tài lộc. Xét về tử vi tài lộc tháng này của con giáp tuổi Dậu không được như ý. Thực ra là khi nhận thấy mình đã tiết kiệm kha khá rồi nên bản mệnh có phần an tâm, không muốn vất vả để tìm cách gia tăng thu nhập như trước, vì thế mà mọi thứ chững lại nhưng họ lại không nhận ra. Quá tự tin vào bản thân nên lúc này bản mệnh thiếu sự lắng nghe những lời khuyên từ người có kinh nghiệm và làm mọi việc theo cảm xúc nên rất dễ mất tiền. Các khoản đầu tư vẫn duy trì khá tốt nhưng không có tiến triển nào đáng kể. Đại hao xuất hiện là lời cảnh báo cho thói mua sắm hoang phí của bản mệnh vào cuối tháng. Nhất là những người làm công ăn lương nên sớm nhận ra rằng bạn chưa có kế hoạch gia tăng thu nhập mà việc chi tiêu ngày một nhiều hơn thì có thể nói đây là một lời cảnh báo. Tử vi tuổi Dậu tháng 2 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Phương diện tình cảm của người tuổi Dậu lúc này khá đáng ngại khi mà bản mệnh và một nửa của mình thiếu đi sự lắng nghe, chia sẻ. Ngũ hành xung khắc khiến cho những xung đột giữa hai người có dấu hiệu gia tăng. Khi trở về nhà thì dù bạn là sếp thì cũng chớ nên thể hiện thái độ bề trên với mọi người, vì điều đó chỉ phương hại đến mối quan hệ với các thành viên trong gia đình mà thôi. Hãy đối xử mọi người bằng sự chân thành, dịu dàng thì ai ai cũng yêu mến bạn cả. Người độc thân lúc này đừng kỳ vọng quá vào mối quan hệ mới quen và vội vàng tin vào những lời tán tỉnh của đối phương. Họ chỉ muốn làm bạn vui nhưng nói xong họ đã quên từ lúc nào không hay. Khi yêu, bạn đừng thay đổi thành con người khác, người ấy thích bạn, chú ý tới bạn cũng vì chính hình ảnh thuở ban đầu ấy. Dù làm theo tiếng gọi trái tim thì tuổi Dậu cũng nên lý trí một chút để hạn chế rắc rối ở mức tối thiểu nhé. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Dậu âm lịch về phương diện sức khỏe. Theo tử vi tuổi Dậu 2021, phương diện sức khỏe của người tuổi Dậu tháng 2 năm 2021 khá tốt vì bản mệnh đảm bảo được yếu tố tinh thần khi bạn không phải lo nghĩ quá nhiều. Mỗi hôm trước khi đi ngủ bạn gác lại mọi việc lại để không phải suy tư điều gì. Nhiều người mới ốm dậy có thể cải thiện tình hình sức khỏe rõ rệt trong thời gian này. Khi ăn ngon và ngủ tốt thì bạn cũng cảm thấy nhiều năng lượng hơn trước rất nhiều. Với những ai chưa có kế hoạch tập luyện thể dục thể thao thì tháng này bạn có thể bắt đầu, nếu khó khăn hãy tìm bạn đồng hành. Cơ hội bạn thực hiện mục tiêu cải thiện sức khỏe rất dễ đạt được trong tháng 2 năm 2021. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dậu. 1. Đinh Dậu, Hỏa, Nam Thổ Tú, Nữ Vân Hán. Khẩu quyết: vận quý nhân khởi vượng, làm gì cũng dễ được giúp sức quý nhân Tị Tý. Tiểu nhân: Mão, Hợi. Màu sắc may mắn: cam, trắng. 2. Kỷ Dậu, Thổ, Nam Thái Âm, Nữ Thái Bạch. Khẩu quyết: nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tỉnh táo trong các mối quan hệ. Quý nhân: Tuất Thìn. Tiểu nhân: Tý, Sửu. Màu sắc may mắn: tím, đỏ. 3. Tân Dậu, Mộc, Nam Thái Dương, Nữ Thổ Tú.
Khẩu quyết tiền bạc có dấu hiệu hao tổn, nên tránh xa các hạng mục đầu tư mạo hiểm. Quý nhân, Dần, Thìn. Tiểu nhân, Hợi, Tỵ. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. 4. Quý Dậu, Kim, Nam Thổ Tú, Nữ Vân Hán. Khẩu quyết, đào hoa khoe sắc, ra đào an yên tạo tinh thần phấn khởi. Quý nhân, Mão Tý. Tiểu nhân, Mùi, Ngọ. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ. 5. Tất Dậu, Thủy, Nam Thái Âm, Nữ Thái Bạch. Khẩu quyết, nên quan tâm tới người khác hơn, đừng sống ích kỷ quá. Quý nhân, Mão Tuất. Tiểu nhân, Sửu, Tỵ. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Tình hình tài chính của người tuổi Dậu có dấu hiệu ổn định và tăng tiến rõ ràng kể từ sau ngày thần tài mùng 10 tháng Giêng. Tiền thu vào trong túi của bạn chủ yếu là dựa vào công việc chính hiện tại, cho thấy bạn đang đi rất đúng trên con đường đã chọn. Thời điểm này, kẻ tiểu nhân hãm hại đã tránh xa, bạn giảm bớt được không ít rắc rối không đáng có, đã lên kế hoạch cho việc gì là thuận lợi thực hiện, không cần phải lo lắng quá nhiều. Nếu vừa ra Tết tình hình kinh doanh còn ảm đạm thì bây giờ, bạn đã bắt đầu quay lại với guồng quay quen thuộc của mình. Người làm ăn kinh doanh mở rộng được mạng lưới khách hàng, đem về những nguồn thu mới, trong khi đó, người làm đầu tư nhận được những khoản lãi lời đầu tiên trong năm mới âm lịch. Bạn là con giáp biến thách thức thành cơ hội 2021 đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới. Xin chào và hẹn gặp lại.